Khi Châu Tinh chỉ vào cung làm thái giám, đúng lúc cho lên bàn để chuẩn bị cắt hai hòn trứng cút, thì chú Đạt cần người gấp nên bảo thiến sau cũng được. Kết quả là cái củ khoai lang của anh Tinh liên tục gây họa, còn bao nhiêu cái tình huống khắm lọ mà anh Tinh sẽ gây ra nữa đây. Nào cùng vua phim theo dõi bộ phim cực hài này nhé. Câu chuyện bắt đầu vào khởi đầu triều Thanh. Triều đình có Ngao Bái là một tên quan có võ công cao cường. Sát thủ của Thiên Địa Hội bày binh bố trận để tiêu diệt Ngao Bái. Nhìn qua thì các sát thủ có vẻ tuyệt đỉnh cung phu, nhưng tất cả đối với Ngao Bái cũng chỉ là miếng đậu phụ. Chỉ thấy Ngao Bái một mình bay lên, mà chỉ vài giây sau cả đám sát thủ tan tành như là tro bụi. Phút mốt đã hạ đo ván toàn bộ những người này. Triều đình còn có một thái giám tên Hải Công Công, đó là kẻ duy nhất dám đối đầu phe cánh của Ngao Bái. Đến bao tin cho hoàng thượng gặp 7 vị đàn chủ ở lầu xanh để bàn việc đối phó Ngao Bái. Ở thời này ngành nghề lầu xanh mọc lên như nấm, kết quả là nấm mốc sùi màu gà cũng mọc lên như mưa. Vi Tiểu Bảo trong vai Châu Tinh chỉ là một kẻ chuyên ăn tục nói phét, chuyên mua vui cho quan khách đến chốn lầu xanh nghe thổi kèn. Mà anh Tinh đặc biệt ngưỡng mộ Trần Cận Nam nên suốt ngày kể về hắn, mà lại kể chuyện hay quá khiến khách quên hết cả việc nướng củ khoai, nên quản lý lầu xanh mới liên tiếp đạp ghế cho Tiểu Bảo rơi xuống. Rất may là có Hải Công Công đỡ cho. Đúng lúc này trên lầu có người bị rụt củ khoai cần cấp cứu, nhìn vào chỉ thấy một cái lỗ to đùng. Chị gái của Châu Tinh chỉ đành phải ra tay, châm một cây kim vào xương cụt, thế là cái củ khoai lang lại lòi ra như cũ, suýt nữa chọc mù mắt anh Tinh. Ở bên cạnh hoàng thượng cũng đã đến gặp 7 đàn chủ, đột nhiên quân lính của Ngao Bái đưa người đến, lục soát khắp nơi để bắt Thiên Địa Hội. Tình hình lúc này hết sức nguy cấp, vừa hay Trần Cận Nam ra mặt cứu giúp, Đường Kiếm Uyển chuyển thanh thoát quả nhiên là võ công cái thế, tụi kia chơi bẩn dùng ám khí để ám hại mù mắt ông ta. Vi Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng chiếc xe ủng mông Trần Cận Nam, thành công đưa ông trốn thoát ra ngoài, rồi lại đưa qua lỗ chó quay về phòng cũ, bởi nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn. Vì ơn cứu mạng nên Tiểu Bảo được Trần Cận Nam nhận làm đồ đệ, mà không biết rằng mang Châu Tinh chỉ về là quyết định cực kỳ khốn nạn. Mục tiêu của Thiên Địa Hội là tiêu diệt Ngao Bái trước nhất, sau là phản thanh phục minh. Nhiệm vụ trước mắt cực kỳ nguy hiểm, cần một người tự nguyện, đó là đi ăn trộm 4 quyển sách chứa bản đồ kho báu ở trong hậu cung. Nếu ai không muốn nhận thì tìm ghế mà ngồi xuống. Cả Thiên Địa Hội toàn thằng nhát chết đều đã tìm được ghế ngồi. Tiểu Bảo định ngồi thì bị Trần Cận Nam chơi bẩn, thế là anh bất đắc dĩ phải nhận cái nhiệm vụ thừa sống thiếu chết này. Trần Cận Nam viết vào chân Tiểu Bảo ám hiệu, chân trái phản thanh, chân phải phục minh, nhưng đau quá nên mới viết được một nửa. Hôm sau Châu Tinh chỉ đến nơi tuyển người vào cung để trà trộn, nhưng một bên xếp hàng chen lấn đông quá, kết quả là chui nhầm vào cửa chiêu mộ thái giám. Đang lúc chuẩn bị cắt giái thì Hải Công Công tiến đến lấy người, cho phép vào làm luôn rồi mấy hôm nữa thiến sau cũng được. Về đến phòng Hải Công Công, Châu Tinh chỉ phát hiện rất nhiều rượu ngâm, hết cu ngựa rồi đến cu hổ. Cái cuối cùng chính là của Hải Công Công lúc tịnh thân làm thái giám, nhưng nó bé quá nên bằng mắt thường không có thể nào thấy được. Đến lúc Châu Tinh chỉ đi đài thấy rất nhiều thái giám đứng ở đây, nhưng hóa ra những người này chết hết cả rồi. Châu Tinh chỉ sợ quá tóc gáy chồng ngược ra sau, hóa ra mấy người này đều là do vào cấm cung để lấy bản đồ mà chết, còn một tên duy nhất cãi lệnh không đi, kết quả là bị Hải Công Công đánh cho một đòn hóa cốt liên trưởng. Tên thái giám lập tức hóa thành nước cốt, không còn cách nào khác chỉ đành phải theo lệnh hắn ta. Hải Công Công còn cẩn thận điểm huyệt hẹn giờ chết một tháng, nếu lấy được bản đồ thì hắn sẽ cho thuốc giải. Rồi hắn ném thằng Tiểu Bảo vào nơi cấm cung thái hậu để lấy quyển sách kia, nhưng còn chưa tìm được gì thì thái hậu đã về. Tiểu Bảo đành trốn ra sau để núp. Châu Tinh trì niệm chú vừng ơi cởi ra, vừng cởi cởi ra. Đang sắp đến đoạn hay thì một sát thủ xuất hiện, tiên sư cha cái thằng phá đám chứ lị. Không ngờ thái hậu cũng là người có võ công cao cường, đuổi theo sát thủ để truy sát bằng được. Nhờ vậy Tiểu Bảo thuận lợi vào trong kiếm được quyển bản đồ kho báu, nhưng vừa cầm lên thì bất ngờ công chúa giả trai tới giật lấy. Tiểu Bảo không biết công chúa mà lại nghĩ cô là thái giám, lập tức bị công chúa đấm cho vỡ mồm. Tiểu Bảo chẳng nghĩ gì cứ thế đuổi đánh công chúa khiến cô chạy đến hoàng thượng, mà hoàng thượng Châu Tinh chỉ cũng không biết nốt, lại còn thách hoàng thượng xuống đấm nhau. Tiểu Bảo chưa nói gì cứ thế đấm thẳng mặt hoàng thượng. Hoàng thượng liên tiếp đánh cho Tiểu Bảo sấp mặt lờ, mấy thằng mày dám đánh tao, coi chừng tao mách sư phụ Hải Công Công đánh cho vỡ mồm. Hoàng thượng nghe tới đây sợ đến mắc cười, đúng là một thằng ngây thơ đến vô số tội. Hoàng thượng muốn chơi cho vui nên hẹn ngày mai quay lại đánh tiếp, còn viết cho Hải Công Công một bức thư. Thái giám này đọc xong bức thư thì lập tức ngoan như một con cún. Châu Tinh chỉ được nước lấn tới sai hắn đi kiếm món ăn vừa báo công công múa võ cho thêm phần hứng thú. Cuối cùng Châu Tinh chỉ quyết định học bóp rú long trảo thủ của ông ta. Quả thực hôm sau chiêu này khiến hoàng thượng thốn không đỡ nổi, đánh thì không đánh chỉ trực lao vào bóp rú con nhà người ta. Đến khi hoàng thượng đè được Tiểu Bảo xuống, Châu Tinh chỉ chơi bẩn bóp trứng cút cho thốn không tả nổi, cầm nắm lông trên tay. Lúc này Tiểu Bảo mới chợt nghĩ ra đó chính là hoàng thượng, thôi quả này chu di tam tộc rồi. Rất may lúc này Ngao Bái xông vào nên Tiểu Bảo tạm thời trốn phía sau chiếc ngai vàng. Ngao Bái là kẻ cầm hết quyền hành trong triều, khiến các quan còn sợ hắn hơn trẻ con sợ chó. Hắn đe dọa hoàng thượng ép vua hạ chỉ theo ý hắn, bắt ra một vị quan thanh liêm, rồi tự quay lưng đi lấy dấu ấn để đóng chỉ. Phía gầm bàn công chúa nghĩ Tiểu Bảo là thái giám thì bóp cái ấy cho vui, ai ngờ lại bóp được một củ khoai to tướng. Châu Tinh chỉ đau quá đứng phắt dậy, Ngao Bái thấy vậy lập tức kêu mang ra ngoài chém.
Hoàng thượng nhanh trí nói rằng đó là tâm phúc của trẫm. Tiểu bảo được nước mắng cho ngao bái một trận, ngươi chỉ là quan mà dám lớn tiếng với vua là bố láo bố toét, có phải người muốn đe dọa hoàng thượng mà tạo phản hay không? Nhờ cái lưỡi chém gió như thần nhanh chóng làm ngao bái đuối lý, nhờ thế mà cứu được hoàng thượng một phen tài tình. Công chúa thấy vậy liền xin hoàng thượng ban vi tiểu bảo về làm đồ chơi. Hoàng thượng lập tức phong cho Tinh Chỉ làm cận vệ, nhiệm vụ là theo dõi Hải Công Công. Buổi tối lập tức công chúa cho người tới đón Châu Tinh Chỉ vào phục vụ đám người, lột hết quần áo của tiểu bảo rồi quấn chăn mang vào phòng công chúa. Ngay lập tức công chúa xuất hiện mà không che hai hạt lạc, bởi lúc này công chúa đã lên cơn nốn lừng. Chỉ đưa ra cho vi tiểu bảo hai lựa chọn, một là đêm nay xúc chín tấn than, hai là sẽ bị cắt đi hai hòn trứng cút, và kết quả là anh Tinh mất đời trai từ đây. Thật đúng là một chàng trai số hưởng nhất trong làng thái giám. Vừa hay thái hậu lại tới bắt gặp chuyện này, lập tức định giết tiểu bảo để bịt miệng, nhưng Hải Công Công lại đến cứu. Ông khống chế công chúa để ép đổi người, bởi ông biết rằng cô này là người của thần long giáo giả danh thái hậu. Hai người lập tức lao vào giao cấu võ thuật với nhau. Bất ngờ Hải Công Công bị một chưởng động, ông giả vờ ngất đi, rồi bất ngờ đánh lén được thái hậu giả một cái. Lúc này cả hai đều bị trọng thương không thể cử động, sợ rằng Hải Công Công chết thì không ai giải độc cho mình. Anh Tinh liền đến xin ông giải độc, lại vô tình đâm cái châm độc vào người ông ta, khiến Hải Công Công tẩu hỏa nhập ma bay đi nơi khác. Đúng lúc này hoàng thượng tới, thái hậu giả lúc này vội vàng nói tiểu bảo đã cứu cô ta để qua mặt hoàng thượng. Tiểu bảo lúc sau về phòng gặp Hải Công Công, nhưng lúc này ông ta đã trở nên tâm thần, đã thế lại còn uống thêm gói thuốc độc để giành hãm hại thái hậu, kết quả là lại điên thêm một bậc. Châu Tinh Chỉ cứ làm gì là hắn cũng làm theo, giống y hệt như thế. Tiểu bảo báo cáo hoàng thượng rằng Hải Công Công đã bị điên rồi, nhưng hoàng thượng lại nghi ngờ tiểu bảo, vì danh sách thái giám không hề có tên của anh. Tiểu bảo đành thú nhận rằng anh chưa hề bị khiến. Hoàng thượng lập tức bóp cái ấy để trả thù vụ hôm nọ. Tạ ơn bớt giấy hoàng thượng. Hoàng thượng gọi thêm đại nội thị vệ Ca Long đến bàn chuyện giết ngao bái. Hai người hiến kế dùng dao ám sát như Kinh Kha trong chuyện, hoặc dùng rượu độc mời nó uống, hay có thể dùng bẫy tóm hắn nhẹ nhàng. Còn phương án dự phòng cuối cùng là dùng Hải Công Công để anh Tinh điều khiển. Kế hoạch cứ thế được sắp xếp tiến hành. Quả thực ngao bái đã đến diện kiến hoàng thượng. Trước tiên Ca Long cho hắn uống rượu độc, rồi Tinh Chỉ cho xem bản đồ để chuẩn bị dùng dao. Nhưng ngao bái đã biết tỏng ném cả con dao đi, rượu độc cũng bị hắn dùng nội công ép ra ngoài. Chiêu thứ ba là mở cơ quan, nhưng kết quả anh Tinh cũng bị nhốt cùng. Ngao bái phá vận công phá cũi nhẹ nhàng, thì hoàng thượng đành lươn lẹo rằng trẫm chỉ muốn thử lòng khanh mà thôi, ngươi hãy quỳ bái trước quan công là trung thành với trẫm. Châu Tinh Chỉ ra hiệu chém, nhưng có vẻ cái đầu của hắn còn cứng hơn cả thanh đao. Thôi bỏ mẹ rồi, anh em đâu, mau vào hộ giá gấp gấp. Cận vệ cũng xông vào ra sức chém lấy chém để, nhưng hắn đã luyện kim cương bất hoại, đao kiếm bất nhập, chỉ vài chiêu đã hạ sát toàn bộ cận vệ. May mắn rằng Công Công lúc này cũng đã tỉnh người, liền ra tay đánh nhau với ngao bái để bảo vệ hoàng thượng. Đến khi tóm được chim của ngao bái, không ngờ hắn có thể tự giục lại chim, rồi trả đòn cho Hải Công Công liên tục, khiến ông ta lại tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Ngao bái cứ thế lao đến để giết hoàng thượng. Đúng lúc này Hải Công Công bế vua chạy thoát ra ngoài, tiểu bảo bị ngao bái bắt lại, anh đành phải dùng chiêu bóp vú long trảo thủ, kéo hai cái đầu ti khiến ngao bái thốn không chịu được. Tiểu bảo chạy một mạch đến gặp thái hậu, lợi dụng võ công của bà ta để đánh lại tên kia. Thái hậu giả dùng võ công ma thuật tà giáo chọc vào đôi mắt của ngao bái, đội cận vệ nữ cũng lao tới túm dây trói được hắn ta lên. Thái hậu lập tức mang đống kim châm liên tục găm vào các huyệt đạo bế quan tỏa cảng. Nghe tiếng hoàng thượng chạy đến thì cô ta thoát đi, chỉ còn Châu Tinh Chỉ ở lại nhận hết công lao về mình. Thái hậu lúc sau cũng kêu may mắn có tiểu bảo cứu ta. Hoàng thượng lập tức phong chức cho tiểu bảo lên quan tứ phẩm, nhiệm vụ là đi thu hồi tài sản và kiểm kê tài sản của ngao bái. Tổng đếm được 380 vạn lượng bạc trong nhà, lại còn rất nhiều vợ bé và nô gia nữa chứ. Cô này trẻ quá để ta mang về nhà nuôi dưỡng, người này chắc là bị bệnh xương ngực, thôi mang về nhà ta bóp cho nhỏ lại. Còn bà già này thì tặng ngươi đó Ca Long. Trong kho còn một khẩu súng và một áo giáp, trong nhà lại còn cả một quyển bản đồ kho báu, liền thu hồi luôn. Tiểu bảo về nhà nói rằng vừa tham ô được mấy chục vạn lượng bạc của ngao bái, nhưng khi còn đang vui thì sư phụ lại đến. Ông thầy lập tức dùng nội công giải chất độc trong người của tiểu bảo, sau đó đưa về tổng đàn chủ phong cho tiểu bảo lên chức đại pháp vương, nhận nhiệm vụ đi giết ngao bái đang bị giam trong ngục, còn phái hai cô song sinh đi cùng giám sát tiểu bảo. Hai người này có thần giao cách cảm với nhau, người nào làm gì người kia cũng cảm nhận được. Hai cô gái lúc nào cũng kè kè lấy tiểu bảo. Châu Tinh Chỉ nói muốn biết xem hai người có cảm nhận được nhau không, để một cô bên ngoài, cho một cô vào trong kéo rèm. Chả hiểu sao cô bên ngoài cứ rên ừ. Đừng hiểu lầm nhé, chỉ là đang gãi cái chân thôi mà. Nhưng đến cái đoạn sau là không hay rồi nha, chắc lại dùng bóp rú long trảo thủ. Quả nhiên hai cô có thần giao cách cảm. Hai cô nói sau khi phản thanh phục minh sẽ trao thân cho công tử. Vừa nói xong thì bất ngờ công chúa lại gọi, thế là đánh dấu hai cô vào trong giường. Nhưng tiểu bảo vẫn thích sờ mó nên bị khóa tay lại, còn thò ra bên ngoài thì là hai tay của hai cô gái. Công chúa nói đêm nay lại xúc 9 tấn than nữa nha. Hai cô nghe thấy ghen tức cứ đấm tay vào ngực, khiến Châu Tinh Chỉ chảy hết máu mồm. Cuối cùng thì công chúa cũng phát hiện ra, hai người đành phải khống chế công chúa. Đúng lúc này thái hậu lại cho người đến mời đi.
niêm phong nhà của Ngạo Bái người cũng kiếm được kha khá chứ hả? Chân phải thanh minh, chân trái phản phục, ta biết ngươi chính là người của Thiên Địa Hội. Thái hậu giả cũng lấy được cả ba quyển bản đồ của Tiểu Bảo, nhưng cô ta xem mãi không hiểu được bản đồ, nên mới ép Tiểu Bảo nói ra bí mật trong đó. Anh không nói liền bị thả xuống cho Ngạo Bái giết. Công chúa lúc này tự cởi trói để chạy thoát, nhưng khi chạy đến điện Thái hậu thì vô tình khiến một cơ quan khởi động. Thật bất ngờ, bên trong là Thái hậu thật. Về phía Châu Tinh Trì lúc này đang tiếp tục chửi Ngạo Bái thì bất ngờ có đồ đệ đến cứu hắn. Tụi kia kéo theo cả Tiểu Bảo ra phía ngoài. Ngạo Bái cho đồ đệ bảo vệ để hắn vận công đẩy kim châm ra. Đúng lúc này Thiên Địa Hội lại tới, hai bên lập tức giao tranh ác liệt. Đám la bạt sành sành quả là lợi hại, cắt người của Thiên Địa Hội như là xúc xích. Trong lúc Trần Cận Nam còn đang giao tranh với mấy tên đệ tử thì Ngạo Bái đã vận công phóng được ba chiếc ở lưng ra ngoài, nhưng nhanh chóng Trần Cận Nam cũng đánh thắng hết đám đệ tử, rồi chém một khúc cây thật to phóng thẳng vào người Ngạo Bái. Ngạo Bái lúc này vận nội công phóng kim châm xuyên qua khúc gỗ, còn đủ lực xuyên qua người của Trần Cận Nam, khiến sư phụ này nhanh chóng bị thua. Châu Tinh Trì chợt nhớ tới chiêu đâm kim vào đít của cô chị. Đúng lúc này Hải Công Công cũng đến giao chiến với Ngạo Bái, cả hai người đánh nhau trên không trung. Châu Tinh Trì đẩy cột đá cho thụt vào đít khiến Ngạo Bái lòi con cu ra ngoài. Trần Cận Nam tranh thủ dùng kiếm kết thúc cuộc đời của hắn. Thấy sư phụ bị thương nặng, Tiểu Bảo khuyên hãy về dưỡng thương đi, đừng giết hoàng thượng nữa. Chỉ còn chú Đạt đang hấp hối chắc là không qua khỏi. Đúng lúc này tên Thái hậu giả xuất hiện, cô ta đòi ép Tiểu Bảo nói ra bí mật kho báu. Vừa hay hoàng thượng cùng quân lính cũng tới, Thái hậu giả liền báo cáo rằng Tiểu Bảo phản loạn dưới chân có chữ phản thanh phục minh, nhưng rất may là anh Châu Tinh Trì mới viết có một nửa. Anh luân lẹo rằng xăm thanh minh vào chân là để nhớ đến ngày thanh minh báo hiếu, còn cô ta thực ra Thái hậu giả. Vừa hay công chúa cũng mang Thái hậu thật đến nơi, Thái hậu giả bại lộ liền nhanh chân chạy thoát, còn hứa rằng sẽ quay lại trả thù Vi Tiểu Bảo dưới một hình dạng khác. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review phần tiếp theo nha. Bye bye.